cho các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Future 110, một cái bản dọn tới bến là đây. Chúng ta thường nhìn thấy những cái dòng như Future từ Neo, từ Future Mập hay là đèn LED vân, nhưng rất ít người thấy một cái chiếc Future đời đầu dọn chỉnh chu như thế này. Và dưới đây một bản đổi hiếm thấy của một cái dòng xe mà mình được sưu tập tại một cái tiệm tấn Decan. Cái cụm thắng là phiên bản Race Boy bình dầu liền được trang bị lên xe. Cái phần dàn áo là không cần cắt khoét như các dòng tại thắng khác. Cái mẫu cụm ga phiên bản Puma Racing Version 2 sổ cho mình kích tâm màu đen cùng với cấu tạo một dây da cút ngắn hành trình. Gót combo thần thánh làm các bạn yếu lòng dưới cái sự gấp mặt của một cái hiệu rất quen thuộc. Cái dòng Race Boy kết hợp cùng hai dòng Nissin Sunrise 2 bit một bên. Đĩa thắng đồ chơi khá nổi bật với cái lòng đĩa vàng cố định vào cái đường quay S110 bằng 4 chốt xe lục bảo. Cái vụ quay S lò xo vàng số chứng minh kích thước là 330, thuộc cái dòng chung dành cho các chậm như quay thêm cho tới khi chờ các đời được sử dụng. Thiết kế gọn gàng cứng cáp và cũng không cần cắt chế ao phần dàn áo quá nhiều. Cái cổ bô thay đổi chất liệu từ sắt thành titan, tăng thêm cái size lên phù hợp hơn chế bài độ nội công của con xe đại sử. Các chân sau là của Ducati, full luôn cái chân chống inox sáng bóng và rất nhiều ốc Sarja trên con xe. Bản độ hoàn hảo thế này thì không thể thiếu một cái bộ tem chất lượng tại các tiệm tấn Decan. Và những người thợ thực hiện tại đây, họ rất là chi tiết trong từng cái tiểu tiết nhỏ. Công nghệ tem ghép hiện đại kết hợp cùng với những tem ghép cho tiệm tấn Decan tự thiết kế đã giúp chiếc xe trở nên khác biệt nổi bật hơn. Phải nói Future 110 là một trong những dòng xe rất ít người dọn, nên khi tạo ra cái bộ tem độc lạ liền đặt thế này thì tiệm tấn Decan phải rất tốn cái công đoạn là phá cách cho cái phần dàn lỏng. Exeter, cái bản năm 2010, nâng cấp đơn giản nhưng hút hồn người xem. Là một trong những dòng xe con tay đầu tiên sản xuất của nhà Yamaha, tồn tại đến thời điểm hiện tại đã hơn 10 năm, thì Exeter cái bản năm 2010 đã lại rất nhiều ấn tượng cho cộng đồng chơi xe Đức Việt. Số em ấy thì các maker liên tục sáng tạo đủ các phong cách bản độ ấn tượng nhẹ nhàng đến hầm hổ. Tương tự thì cái Exeter 105 độ dưới đây cũng phát mình bộ cánh khá nổi bật, đứt cùng vài món đồ chơi kiển nhẹ nhàng tạo ra cái sức hút. Tính đến thời điểm hiện nay thì em ấy đã tồn tại được khoảng hơn 10 năm. Có một tuổi đời là khá cao này khi nhắc về cái Exeter 210 hầu như ai cũng biết đến, đặc biệt là những biker 9X hay đầu tiên. Có lẽ nó đã ghim sâu vào tâm trí mỗi người qua những bản dọn kiển. Và cái chiếc xe độ kiển bên dưới đây nó cũng mang cho mình điểm nhấn qua một cái dàn áo cái tâm màu xe đét làm cái đầu chính, đi cùng bộ tem đậm cái chất thể thao tạo ra cái sự sang trọng tinh tế và cách hiện đại qua những món đồ chơi đơn giản gắn trên xe. Và chúng ta hãy cùng xem chi tiết nhé. Đầu tiên, không thể thiếu đi cái sự thuần tí tóc lên nét đẹp tinh tế cho người xem qua cái sự nghệ thuật. Hai phía tay lái được trang bị bao tay đồng nồ cho độ bám cực chắc. Bên cạnh đó còn có bộ công tắc được thừa hưởng từ anh em Taiga NVX với thiết kế góc cạnh được tích hợp công tắc ngắt điện tạm thời ở cụm trái. Điều mà nhãn sức tính toán trước thay vì hậu nhiên đó chính là cái dòng cụm này gắn vừa cho rất nhiều dòng xe của hãng Yamaha như Exeter hai đời hay là Jupiter, Lumas, Mio vân. Cái cụm bao tay bản độ chúng ta thường thấy với cái dàn chân mầm đúc nguyên thủy đã bị lọ bỏ, hai đó là bánh căm siêu mỏng cùng với cái bộ niềng được gia công từ cái niềng nhôm siêu cứng. Xuống cái bánh căm thế này thì trọng lượng chiếc xe giảm đáng kể, chính vì thế chạy tốc sẽ nhanh hơn rất nhiều. Để bấm đường tối ưu hơn thì người chủ trang bị cho mình một tí lớp của Michelin Zip Pro. Hệ thống phanh có những thay đổi nhỏ nhỏ như đĩa của Rambo cái size là 220 cán nhiều zin. Còn ống xả nguyên thủy đã tạo một điểm nhấn bằng Turbo Spark Nano sơn đen. Để gắn được bô này thì bắt buộc phải chế được cái bát. Hệ thống phanh sau được giữ nguyên vẹn và là cái đùm thay cho những cái version là đĩa khác. Có lẽ người chủ muốn giữ chút gì đó gọi là nguyên thủy, không muốn đổi quá mới cho cái chiếc xe này. Phụ sau được nâng cấp phụ đồ chơi làm cho cái sự nhún nhảy trở nên im ấy mượt mà hơn. Và cái dòng phụ này thì đò xo tùy phụ đương nhiên kích thước sẽ lớn hơn xin. Cảm ơn các bạn đã dõi clip này, đừng quên tiếp nhấn like và subscribe.